Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 18 tháng 5, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Được Chúa kêu gọi và trang bị, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 31 từ câu 1 đến hết câu 11. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô ký chương 31 từ câu 1 đến hết câu 11, bản truyền thống hiệu đính. Đức Giê-hô-va lại phán với Mô-xe: Này, ta đã gọi đích danh Bết-xê-la-en, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, thuộc bộ tộc Giu-đa. Ta đã cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng, khắc đá khảm ngọc, chạm gỗ thuộc lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Này, ta đã chọn cho người một phụ tá tên là Oholiab, con trai của Ahi-sa-mạc, thuộc bộ tộc Đan. Ta cũng đã ban sự khôn ngoan cho những người khéo tay để họ có thể làm được mọi việc ta đã truyền dạy con, như làm lều hội kiến, hòm chứng ước, nắp thi ân ở trên hòm chứng ước và các vật dụng khác trong lều hội kiến, bàn thờ và các dụng cụ, chân đèn bằng vàng ròng và các dụng cụ, bàn thờ song hương, bàn thờ dân tế lễ thiêu và các dụng cụ, bồn rửa và chân bồn, lễ phục bằng hàng dệt, lễ phục thánh cho thầy tế lễ Aaron và lễ phục cho các con trai người để thi hành chức vụ tế lễ, dầu sức và hương thơm cho nơi thánh. Họ phải làm đúng theo tất cả những gì ta đã truyền dạy con. Câu gốc hôm nay được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 31 câu 3. Ta đã cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết. Nhiệm vụ của em tại triển lãm sách quốc tế là tổ chức một chương trình phát thanh tại chỗ. Sếp thông báo với tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi vì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới. Tôi cầu nguyện: Chúa ơi, con chưa bao giờ làm công việc này, xin giúp đỡ con. Chúa đã chu cấp mọi điều cần thiết và cả con người để hướng dẫn tôi, những kỹ thuật viên và phát thanh viên giàu kinh nghiệm. Thậm chí còn có người nhắc nhở những chi tiết mà tôi đã bỏ sót trong khi thuyết trình. Nhìn lại, tôi biết rằng buổi phát thanh đã diễn ra tốt đẹp vì Chúa biết điều gì là cần thiết và khích lệ tôi sử dụng những kỹ năng Ngài đã ban cho tôi. Khi Chúa kêu gọi chúng ta làm một công việc nào đó, Ngài cũng trang bị đầy đủ để chúng ta thực hiện công việc ấy. Khi Ngài giao cho Bết-xê-la-ên một công việc xây dựng đền tạm, ông vốn là một thợ thủ công lành nghề. Chúa trang bị thêm cho ông bằng cách đổ đầy Thánh Linh Ngài cùng với sự khôn ngoan, hiểu biết, kiến thức và mọi loại kỹ năng. Chúa cũng ban cho ông phụ tá là Oholiab cùng một lực lượng lao động lành nghề. Với sự tiếp trợ của Ngài, cả nhóm đã thiết kế và dựng lều tạm, đồ đạc trong lều và trang phục của thầy tế lễ. Đây là những công cụ giúp dân Israel thờ phượng Đức Chúa Trời một cách phải lẽ. Bết-xê-la-ên có nghĩa là dưới bóng cánh sự bảo vệ của Chúa. Người thợ thủ công đã thực hiện dự án cả đời dưới sự bảo vệ, quyền năng và sự chu cấp của Chúa. Chúng ta hãy can đảm tuân theo sự thúc giục của Ngài để thực hiện sứ mệnh đời mình cho đến khi hoàn tất. Ngài biết chúng ta cần gì và Ngài có cách để trang bị cho chúng ta vào đúng thời điểm của Ngài.
Chúa đang kêu gọi bạn thực hiện nhiệm vụ gì? Bạn cầu nguyện xin Ngài hướng dẫn trong những lĩnh vực nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha, cảm ơn Cha đã trang bị cho con tất cả những gì con cần. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thọ vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.